Cảm ơn chị. Không, mấy phần chưa có đâu, phần người chưa được có 2 phần thôi à. Ghê, hai phần ra 7 phần đâu. Người 2 phần nếu mà hai người lấy phiếu. Chưa. Tới bên này. Chưa. Mọi người ơi. À, chị Cát Thi bây giờ đã phát số rồi bạn ơi. Rồi số 1 đâu? Không biết tới số mấy rồi ha. Mọi người biết không? Mình có phiếu rồi, mình không cần phải sợ là hết bánh hoặc là không có bánh cho mình. Ví dụ em cầm số 1, em sẽ kêu số 1, số 2, yên tâm. Số 1 đây, số 2 đi. Rất là dễ. Một người được 2 phần thì chắc đi nha. Tại nó không đủ bánh. Không, thông cảm cái gì, cũng phải chịu nữa. Người ta đã đưa phiếu rồi mà. Tội nghiệp quá à, con 2 phần nha con. Nó ừ kìa. Cảm ơn cương. 2 bịch 60. Ok. Phiếu coi chị ơi. Rồi, số 3. Số 3 đó là đó. Số 4. Đây cho em 2 bịch 3. Anh ơi mới tới số 3. Số 3 rồi hả? Rồi chị lấy phiếu chị ơi. Chị ơi, chị ơi. Da rồng đâu? Đâu? Số 3 nữa đi. Kêu kêu chị, kêu chị. Chị ơi, không? Dạ. 2 phần 60. Đây. Bảy hai bịch đen cho chủ, về đem bao vô hỏi chị, bao hết 2 đài chị, bao đúng 8 ngàn. Mình ngồi đợi đi, cứ đứng ngồi đợi đi, không cần mình phải đứng đâu. Mọi người cái ghế trống, mọi người cứ ngồi đợi, mình không cần phải đứng. Thầy ơi, nó kêu là thầy, kêu gì kìa? Sao vậy? Không, chứ cút đâu? Cút dưới đây rồi. Lấy lên. Má ơi má, má làm ơn giùm con má ơi, trời chứ. Ngay hả? Cái này 2-3 tiếng đồng hồ, nó sạc pin, sạc pin. Nó sạc luôn trong này hả? Không, nó là riêng, nó cục riêng chị gái. Vô đây sao chị nói, vô đây một xíu sạc pin luôn. Trời ơi, em thấy chị hả? Nó sáng hơn trong này. Hồi lúc mà em mới vừa ra bán á, có một mình tôi à. Thiệt mà số lượng lớn này tất nhiên mình sẽ làm một mình không thể. Mà hồi đó tôi ra bán mình hơn tôi à. Giỏi rồi. Một mình à, thắng tỏi, thắng hành phi, luộc trứng gà, luộc trứng cút, một mình luôn. Mà tới bây giờ có mấy người nào làm thì tôi làm, còn không làm tôi cũng làm một mình luôn. Thiệt luôn á. Nhưng mà nó nghe nè, ông trời cũng thương, ông không có để cho mình một mình đâu. Nói thiệt. Thí dụ không có này mình bắt chụp người khác liền, mình suy nghĩ ra liền, hiểu không? Công việc mà. Đây là cái mưu sinh của mình. Nãy chiều có kêu vừa bạch đó. Chết mẹ tôi quên rồi. Về chữ. À BD nào mà không muốn đẹp hết á. Muốn chứ, muốn đẹp. Nhưng mà gan cắn lông mi rồi đó. Bà biết không, gắn lông mi, mi trên, mi dưới á. Mà đổ mồ hôi cái nó chảy xuống, trời ơi, như con gấu trúc panda vậy. Mà chưa kể mình kẻ mắt đen. Nha. Rồi đó, mình cũng bán mà hỏi mặc áo dài giống ông nội đi yêu cầu. Rồi bán bánh trắng trộn, chạy tới chạy lui như chó bẹt ghê vậy đó. Mà ông nói tôi á, mặc áo dài, mặc sao. Áo dài này, em chạy qua nó gắt cái quần lội cu lẫn ra anh chịu nha. Nó giỡn chưa? Mình mặc cái đồ đẹp, mình ham chứ. Ham mặc đồ đẹp, ham chân diện để mình đứng mình buôn bán. Nhưng mà mọi người biết á, mình buôn bán á, như vậy nó mới hợp với mình. Đúng không? Đúng là khách nhiều khi ta lận người ta coi mình á, người ta cũng thích mình đẹp vậy. Nhưng cái đó là chỉ nói về sân khấu thôi. Nói về sân khấu thì mới làm gì được. Còn nếu mà nói về vấn đề mà đã đi đứng xuống đất buôn bán á, chỉ nên mặc những cái đồ bình thường, nó dễ thương, nó nhẹ nhàng.
Với lại mọi người biết em đi vô đi ra nắng nôi nha, mệt lắm, không có thời gian, với lại không kịp ra bánh nữa, lấy đâu mà có thời gian nữa. Mình 31 hả? À, có 30. Đây tôi cầm cái dưới đây nè, tôi cầm cái dưới đây là số 3 rồi, số 4 rồi nè, số 4 rồi nè. Ngồi đi, yên tâm đi, kêu cho em kêu đứng dậy. Mình nữ quá, mà mới đét đây mà đi. Không biết bao nhiêu mà không kinh cho bạn. Thưa chị, không sao. Có một chút muốn chút cút cho chị. Hồi chiều có cái cô kia của lời xin làm á. Cô cũng tội nghiệp cổ. Cô lời cũng xin làm. Cô đây, nói nghe nè. Còn những, có những người không? Chi vậy chị? Chị muốn lại chị xin làm. Ừ. À, đặt hai lấy. Bây giờ chị làm đi. Chị chúng làm em ra giá cho chị này cái nọ đi. Sao anh? Sao anh? Không mà. Mai lấy hả? Lấy. Bây giờ anh đúng số riêng giùm em đi. Đúng số riêng rồi ngày mai khoảng 12 giờ điện cho em. 12 giờ điện cho em. Không, 17 27 Nói cho nó chị. 4 2 6 4 2. Sao bạn con đầu có gì? Cô đó xin. Đừng có lưu vô giùm em. Rồi. Đó, bây giờ mới xin làm. Mà mới nói à. Trời ơi trời, tôi xin làm. À, để tôi biết có nhận không, để tôi về tôi gửi con tôi. Gửi con tôi không đâu, tôi gửi rồi cuối cùng cũng làm rồi, tiền đâu tôi trả cho người ta. Em nghe chưa? Tôi nói má ơi, lạnh má. Làm đi. Em kiếm gì vậy? Kiếm trong nồi, ngồi đi, ngồi đại đi. Còn mình uống nước. Đừng đậu xe ngoài mọi người. Đừng đậu xe ngoài. Mọi người phải biết là gì nè, cái đường hẻm nó rất là chật. Mọi người đậu xe ngoài, người ta sẽ không lưu thông được. Cái đó là một cái ý của mình á. Cho nên mọi người thương giùm em. Mọi người đừng đậu xe ngoài giùm em nha. Kể cả để xe. Hồi lâu đó nghe, có tiếng đồng hồ tới đó. Người ta hỏi gì sáng đó nhớ không? Vô sáng đó. Ừ. À, bây giờ cho anh số cao quá vậy? Nhỏ chút hả? À? 44. Số anh 43, bây giờ mình đưa nhỏ này 44. Thấy ghét em lắm á. Thì ghét lắm không? Ghét sợ luôn á. 44 hai cái chú. Tới hồi sáng bây giờ lấy cái 43. Mọi người thương em, mọi người đợi. Không biết. Mọi người đừng có đứng, mình ngồi trên xe đi. Ngồi lên xe đại chơi đi, không sao đâu. Hay là mọi người muốn em nói chuyện? Có mẹ vậy nghe. Bên lắm đó. Muốn mua 4 phần phải không? Đợi tới số 45 đi, mình được 2 phần. Muốn lấy nữa thì tôi đưa số 60, được 2 phần nữa là 4 phần. Có 2 đứa lấy luôn, ừ. Kêu một lượt luôn, 2 người lấy, thấy không? Là mình được 4 phần, thấy không? Rồi, bây giờ tới 2 phần em sẽ lấy số. Rồi, không có bóc quá cha, con xem đi cha. Cha không phụ gì cho bóc. Hay có thì kìa, lên đi đó, chuẩn ha. Sao tiếp đó. Không, cái này đi đưa phát phiếu không à. Ây, đâu, đâu, rồi, đưa ba nè, đưa ba nè. Rồi, số 3, số 4 luôn. Đưa số 3, số 4. Đưa số 3, số 5. Quên, 2 phần đây. Đưa cho chị này 3 phần đi. Không, về đi đưa chị 2 phần. Ba hai phần, hai phần. Không, có một phiếu mà. Các đồng nghe bà. Hai đứa rồi nó phi. 4 phần. Rồi, 4 phần. Chấm 2. Lấy thêm phần đi, 5 phần đi. 5 phần đi. Một phiếu được 2 phần à. Chấm nữa đi, 50. Cho, nửa rối. Cái gì? Thôi 60 hả? Không, bây giờ stop lại. Bây giờ 1 phần 120, tôi hỏi là bà lợi nè, 180 nè, cầm đi, cầm 80. Bà lợi 80. Đưa bà 201. 201 thì trả lại 10 ngàn, còn 200 gì kia, tôi đưa lại 2 đứa chưa? Thì thấy bị đề. 50 đi Thi nè, cho chị dưới mất công nè Thi. Đó. Em rồi, ok. Thương giùm đi má ơi. Trời ơi. Cho phiếu kìa chị. Nó hồi đầu quá nha, thiếu hồ cũng đó. Phiếu là một phần phải không? Một phiếu hai phần. Dạ. Đi ơi, mình phải đợi lâu á. Lát hồi lại nha.
Má cứ đợi rồi đợi rồi lưu số đi. Em biết mọi người à, ủng hộ. Mà bây giờ chúng mình về là kiếm cơm nước rồi đấy, bữa nay cũng đủ rồi, mọi người mọi người. Rồi, bây giờ tới số 6. Số 6 hai phần đây. Số 7. Số 7 nữa anh ơi. Mọi người có gì ngồi chơi đi. Số 7 hai phần. Ngồi chơi đi, em kêu mọi người là có nè. Số 7 đằng sau luôn nha cái. Số 7. Rồi, hết phần. Khoảng 1 tiếng sau mọi người có thể ngồi chơi. 1 tiếng. Số 8 thì mấy tiếng. Số 8 là gần nhất. Thắng phiếu á. Rồi mình muốn mua mình dòng đợi. Tại vì trong thời gian này chị còn thời đó em. Không tin mấy như vậy. Chứ 14 mình chị hết thời. Chứ nói thiệt với Cương. Cương lợi Cương cần lợi. Chị thấy bánh tráng là chị năn nỉ Cương là có liền. 10 phần cũng có liền nữa. Thấy không? Bây giờ Cương giữ đi, một tiếng sau em dòng lợi. Còn mấy người đi thôi. Thôi má ơi. Má thì thích là chửi. Má ơi.